bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Bà con đang theo dõi tin nhanh về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Hôm nay ngày 22 tháng 10, ghi nhận giá lúa gạo thị trường nội địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định sau phiên biến động vào cuối tuần trước. Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý, thời tiết diễn biến thất thường khi sáng nắng, mưa dông về chiều và tối cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc thu hoạch của bà con. Đặc biệt, một số huyện ngoài đê bao tại An Giang, bà con thu hoạch sớm chạy lũ. Nhận định chung, giá lúa tươi bình ổn không có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch vào cuối tuần. Chi tiết cập nhật tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và một số đồng ở Kiên Giang, giá như sau: OM18 ở mức 7.500 đến 7.800 đồng một ký, IR50404 6.850 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng một ký, OM5451 giá dao động từ 7.200 đến 7.500 đồng một ký, OM380 niêm yết 7.200 đến 7.500 đồng một ký. Lúa Nhật vẫn ở mốc 7.600 đến 8.050 đồng một ký. Đánh giá chung, tại các khu vực này giá lúa bình ổn, lúa chất lượng khá tốt nhưng nguồn cung không còn nhiều và nhu cầu lái thu mua cũng không mấy sôi động mà đang cầm chừng để thăm dò thị trường. Trong khi đó, nhu cầu mua lúa khô có lai rai, nhiều thương lái vẫn giữ hàng. Giá lúa khô các giống OM vẫn khá do khách Campuchia làm lúa giống. Ghi nhận tại Hậu Giang, giá vẫn nhu cầu mua không nhiều. Tại Long An và Kiên Giang, giá thu mua bình ổn. Chi tiết như sau, mời bà con theo dõi. OM380 giá dao động từ 6.800 đến 6.900 đồng một ký. OM34 niêm yết 7.500 đến 7.900 đồng một ký. OM4900 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OM18 giá là 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Đài Thơm 8 hiện ở mức 8.200 đến 8.400 đồng một ký. OM5451 giá niêm yết từ 7.200 đến 7.800 đồng một ký và Trabonica 8.000 đến 8.100 đồng một ký. Với thị trường gạo, hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp đà duy trì ổn định. Ghi nhận với gạo Nàng Nhiên, giá niêm yết cao nhất chạm mốc 28.000 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hôm nay giữ nguyên ở mức 534 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm niêm yết ở mức 506 đô la Mỹ một tấn và gạo 100% tấm là 439 đô la Mỹ một tấn. Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh triển khai cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với đề án phát triển đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Bản quyền thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương, chủng loại cũng như chất lượng lúa. Bà con hãy để lại bình luận giá lúa tại khu vực của mình để mọi người cùng tham khảo và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những thông tin mới nhất. Lúa gạo đã kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.